Hồng Loan đứng chính giữa poster trong một show diễn lớn và được xuất hiện cùng các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng. Còn Phượng Ve chiến này đã tức sôi máu não thưa quý vị. Thật là chấn động, chấn động thật sự luôn. Một thông tin vô cùng nóng mà chúng tôi đã cập nhật được nên thông báo đến quý vị về đêm diễn sắp tới của Hồng Loan tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng. Đó là một sân khấu rộng lớn mà rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã từng diễn tại đây, cũng như rất rất nhiều ca sĩ trẻ cũng muốn một lần được trải nghiệm sự hoành tráng từ số lượng đông đảo khán giả ở đây. Hồng Loan đã nói như sau, dạ ngày 16 tây tháng 3 sắp tới, anh em con tụ họp cùng nhau trong đêm ca nhạc tại sân khấu Trống Đồng, mong đại gia đình của con yêu thương ủng hộ cho anh em tụi con nghe. Phượng ơi, nếu mà Phượng không thầu đám tang, không âm mưu tranh giành nhà với Hồng Loan, không có cái kiểu trịch thượng, tao họ gì, kệ mẹ tao, thì giờ này chắc Phượng cũng đang đứng ở một góc nhỏ nào đó trên bó tơ này rồi. Nhìn đi, các con, các cháu của cậu Năm đang tỏ sáng đó, Hồng Loan, Bình Tinh, Vũ Luân, Linh Tý đang được cố nghệ sĩ soi lối dẫn đường để dẫn đến hào quang của nghệ thực đó Phượng. Còn Phượng giờ đây chắc đang xài hào quang chạy bằng pin lúc tỏ lúc mờ đúng không? Mà chắc có lẽ là tại giờ đang hết pin rồi mà đâu có dám ra đường. Nhục quá mà sao mà dám ra? Lỡ đang ra đường, xui xui làm sao? Mà nếu gặp lúc con bánh tét Mỹ nó đang live stream thì chắc là càng lại nhục thêm nữa. Giờ thì trong đầu Phượng Ve chắc đang là một chuỗi uất hận cộng với lòng đố kỵ và vô cùng thèm khát cái vị trí trung tâm bán giá của Hồng Loan đúng không? Trong poster lần này, Hồng Loan đã được ban tổ chức ưu ái cho hẳn một vị trí trung tâm ảnh to rõ với dòng chữ Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại sao ban tổ chức lại phải ghi như vậy? Chắc có lẽ là tại vì Phượng đó, vì hồi đó trong đám tang Phượng đã giới thiệu Loan là gì? Loan là con gái của cố nghệ sĩ, ruột nuôi không quan trọng gia đình đã coi loan như ruột thịt nhờ phượng với cái màn đánh đáo thân phận như thế mà hồng loan đã nổi tiếng như bây giờ và càng nổi tiếng hơn khi sự thật thân thế của hồng loan được khẳng định thông qua cái miệng của phượng đó là loan từ con nuôi chuyển sang con không hợp pháp toàn là nói chuyện tào lao nên bây giờ đâu có ai tin nữa đâu khán giả và giới nghệ sĩ bây giờ chỉ tin vào một điều đó là hồng loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh người ta yêu thương, quý mến ông Hoàng Cải Lương bao nhiêu, thì đối với lon người ta quý trọng như vậy. Hồng Loan bây giờ, một bước lên mây, hưởng phước từ cha, ăn hoài không hết. Còn giới phượng thì chết với cái biệt danh, đó là con nhỏ cháu gái mà đi tranh giành nhà với con gái của cậu mình. Con nhỏ trơ trẻn nhục nhã của xã hội loài người, không những ve tức không đâu, mà ở đây chắc có lẽ còn cả bà Sáu Bào, ông Bảy Báo, bà Bảy Khọt Xèo, Tiểu Hàng Sản và Lulu Cao. Bây giờ chắc có lẽ là thèm diễn ở những nơi này lắm đúng không? Nhưng thôi, hãy đi mua thuốc ngủ mà uống đi, rồi nằm mơ để được đi diễn chứ có bầu show hay ban tổ chức nào mà dám mời Bọn mà nếu như mà mắc hát quá thì tự lấy tiền phúng điếu ra, rồi treo ảnh của cố nghệ sĩ lên, tự tổ chức cái live show cạch cổm như mấy lần trước để khẳng định thân phận của mình. Nhớ hồi cuối năm ve mạnh miệng công bố sang năm 2024 sẽ tổ chức một live show hoành tráng gì đó. Bà khọt xèo cũng vậy, giờ sao không thấy tâm hơi gì hết. Tổ chức đi để có cái mà hát, có cái mà kịch cổm, có cái mà làm này, làm nọ trước mặt thiên hạ. Nói chung là tấu hài cho vui, sống qua ngày vậy thôi. Và chắc là sẽ có một vài người bên ve thắc mắc rằng vì sao Hồng Loan được mời đi diễn như vậy, còn Phượng thì lại không. Câu hỏi này chắc có lẽ là nó vô cùng trả lời. Thứ nhất, đó là tên tuổi của cố nghệ sĩ quá lớn là con gái của ông, Hồng Loan cũng được quyền sở hữu tiếng thơm của cha mình. Khán giả mến mộ cố nghệ sĩ cũng sẽ rất tò mò xem coi Hồng Loan là ai mà được cố nghệ sĩ yêu thương đến như vậy. Hồng Loan may mắn sở hữu một chất giọng trầm, khàn vô cùng bắt tay người nghe. Nhớ lại cái hôm Hồng Loan hát ở đám dỗ của cha mình với câu hát đầu tiên của bài 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm thôi mà Hồng Loan đã gây ấn tượng với người nghe rồi. Một giọng hát rất mộc mạc nhưng lại dạt dào tình cảm. Chất giọng của Hồng Loan dù chưa có kỹ thuật, hát điêu luyện, phát âm và liếng lái chưa thật sự tốt. Nhưng với tố chất, con nhà Tông thì không giống lông, chắc cũng giống cánh nên Hồng Loan sẽ rất nhanh bắt kịp được các kỹ năng cần mà thôi. Hãy nhìn Phượng đi, Phượng có tiếc nuối và hối hận không? Như đã nói, nếu như không có drama này và không có sự tham lam, đội đồ đồng sở hữu và cái vụ không chịu sao kê, thì có lẽ giờ Phượng đã có thể thay thế Hồng Loan trên poster đó rồi. Và sẽ chiếm trệ chỉ với cái danh phận cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Phượng đã tự giết chính cái tương lai của mình bằng sự trơ trẽn kịch cổm. Còn Hồng Loan dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hình của Hồng Loan thì vẫn được ưu ái nằm ở ngay trung tâm trên poster. Dù Phượng đã luôn tự nhận mình đó là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà cái lúc đi diễn ở bên Pháp lẫn cái lúc diễn ở trên Đà Lạt thì cứ phải trốn chui trốn lũi còn giờ thì ân hận chắc có lẽ đã không kịp nữa rồi. Hồng Loan thông qua những show diễn như vậy đã vô tình giúp cô tô động thêm một số điều tích cực như sau. Đó là khẳng định với khán giả về thân phận thật sự của Hồng Loan. Đó chính là con ruột của ông Hoàng Cải Lương. Như cái cách mà ngày xưa khi đi hát, đi diễn lúc nào ông cũng giới thiệu là ông có một đứa con gái và nay Hồng Loan không cần nói gì cả thì chắc ai cũng hiểu Hồng Loan chính là người con gái khi xưa của ông Hoàng hay nhắc tới. Drama này sẽ được lan rộng thêm nữa và Hồng Phượng sẽ càng bị lên án mạnh mẽ thêm nữa. Hồng Loan sẽ có nhiều người yêu mến hơn và Hồng Phượng thì lại phải trốn trong bóng tối tiếp tục nữa cho mà coi. Cuối cùng là điều đặc biệt nhất đó là Hồng Loan có thêm một nguồn thu nhập để lo cho gia đình. Còn Phượng hiện tại tính ngày tính đêm chắc đâu tính được cái nỗi niềm chua xót này đâu. Làm sao mà nghĩ được cái chuyện Hồng Loan được mời đi lưu diễn rồi được mời đi đóng phim điện ảnh rồi đi diễn sân khấu kịch và nay Hồng Loan còn được trở thành là cái tên bán vé cho một đêm nhạc nữa. Nó thật, đau đớn và ngậm ngùi, nuốt cây nuốt đắng vào lòng cho Phượng. Đã thua nay lại càng thua thêm, đã thảm thì nay lại càng thảm bại. Phượng thì giờ chẳng còn gì. Chắc có lẽ là chỉ còn lại sự cố chấp, sân si với đời, sức cùng lực kiệt, tàn hơi. Cũng phải cố gắng mà bơi, không chỉ tin vui đến từ đêm nhạc sắp tới, mà hiện tại bộ phim Sáng Đèn có sự xuất hiện của Hồng Loan cũng đã có mặt tại các cụm rạp và sẽ sẵn sàng cho một ngày công chiếu. Ở lại, ai mà yêu thích xem phim tại rạp thì cứ đi ủng hộ Hồng Loan nhé. Còn lũ cần cần, nếu mà muốn xem mà sợ hết tiền, sợ tốn tiền thì cứ liên hệ Loan đi. Chắc chắn chị Ni và Loan sẽ không ngại tặng vé miễn phí cho các người đi xem đâu. Xin nhắc lại những show diễn như vậy của Hồng Loan đã vô tình giúp cho cô tô đậm thêm được một số điều tích cực khẳng định với khán giả về thân phận thật sự của Hồng Loan, con ruột của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Như cái cách mà ngày xưa khi đi diễn, đi hát, lúc nào ông cũng giới thiệu là ông có một đứa con gái và nay Hồng Loan không cần nói gì cả. Chắc thì ai cũng hiểu Hồng Loan chính là người con gái khi xưa mà ông Hoàng hay nhắc tới. Và drama này chắc chắn sẽ được lan rộng thêm nữa. Phượng sẽ càng bị lên án mạnh mẽ hơn nữa. Còn Hồng Loan thì sẽ có thêm nhiều người yêu mến hơn nữa. Và Ve lại càng phải trốn trong bóng tối thêm nữa cho mà xem. Cuối cùng đó là điều đặc biệt nhất Hồng Loan sẽ có thêm một nguồn thu nhập để lo cho gia đình. Còn Phượng hiện tại thì tính ngày, tính đêm, đâu tính chắc được là cái nỗi niềm chua sót này đâu. Và làm sao mà nghĩ được cái chuyện Hồng Loan sẽ được mời đi lưu diễn. sau đó còn được mời đi đóng phim điện ảnh, đi diễn sân khấu kịch. Và nay Hồng Loan còn được trở thành một cái tên bán vé cho một đêm nhạc nữa chứ. Ta nói thật là đớn đau và ngậm ngùi, nuốt cây nuốt đắng vào lòng cho Hồng Phượng.